nhớ là những đồ của cô để đây không được đụng vô, nhớ chưa? Dạ. Nhớ không? Dạ, giờ chờ cô chút nha. Ăn đi, muốn ăn đi. Bây giờ phải lấy bì em. Đẹp quá. Ở đây thư viện hả chị? Dạ, thư viện. Rồi, anh ngồi đây nha, anh chờ chút để em qua em hỏi mấy cái bộ phận kia. Dạ, bộ phận nào cần sửa điện thì em gọi. Dạ, mấy con ngồi đây chờ cô nha. Để lẹ chị, để em ngồi đi đó chị. Bánh này của tụi con hả? Cho tụi con ăn hay vậy? Dạ không. Không có hả? Vậy chú ăn. Tên là Y Nhi, còn bạn này tên là Đông Nhi. Đông Nhi. Hả? Chú nhận dân quá ha, vô trong đây. Hỏi bánh này các con, cô có cho các con ăn không? Không ăn, chú bốc đại chú ăn luôn. Mắc cười quá. Sao mắc cười, có đâu mắc cười, ăn bánh bình thường mà. Đại trời. Em mời chú dĩa này. Đi, con mời chú dĩa này đi. Hả? Ba bạn nhỏ này phân tích hành vi của chú rất rõ ràng, thế nhưng gần như lại hưởng ứng khi chú bắt đầu rủ rê vào trò chơi. Qua đây ngồi chứ đâu làm gì đâu, qua đây. Nhắc cô à. Rồi, bài diễn trò khác thử thôi. Trái ngược hoàn toàn với không khí sôi nổi của các bé nhóm trước, hai cô bé này rất thờ ơ trước hành động của diễn viên. Hai cô bé có vẻ rất nhút nhát và sợ người lạ chăng. Mặc dù biết hành động của anh chàng thợ sửa điện là không hợp lý chút nào, thế nhưng các bé lại rất phấn khích. Giao hẳn cái xếp hình cho hai bé xếp luôn. Em giả bộ em coi coi lồng đèn để cho hai bé chủ động. Thả bác nghe. Coi nãy chú này chú phá lồng đèn. Con có phá không? Dạ không. À, anh ơi, anh qua phòng bên đây sửa điện giùm em nha. Dạ. Cô đi nha. Mà thổi to vậy được không? Dạ. Chú sợ ai hết luôn trời, chú phá xong chưa để em đi, cứ chú đi thôi. Hai cô bé sau một hồi trầm lặng thì đột nhiên lại rất hưởng ứng chơi chung với chú. Làm cái gì đây? Ừ? Cắt đi, cô chửi bây giờ. Cắt cái gì nữa? Cô thấy còn cắt cái gì nữa? Hồi nãy cô dặn cái gì? Ừ? Không được đụng cái gì. À, không được đụng cái gì không phải là của mình đúng không? Chú hồi nãy. Chú hồi nãy sửa điện á đúng không? Chú nói đúng hay sai? Sai. Ủa, hồi nãy cô nói thì sao ta? Có được đụng vô những cái vật dụng ở đây không? Chú đi chơi rồi. Chú chơi đúng hay sai? Tại sao chú chơi mà con không cản? Sai mà con không cản? Chú ngồi đây chơi. Chú kêu ngồi đây chơi. Con nghe lời chú không nghe lời cô hả? Cô chào các con nè. Hình như cô thấy là hai bạn nhỏ của cô đang bị cô giáo la nhỉ? Có phải không nào? Tụi con quên mất là quên lời cô dặn. Trẻ em của chúng ta luôn luôn là một tờ giấy trắng đúng không ạ? Và đôi khi những hành vi của người lớn, chúng ta làm việc một cách vô thức thôi. Chúng ta không quan tâm đến chẳng hạn như là những cái biển báo hoặc là những cái điều căn dặn. Chính vì thế sẽ làm ảnh hưởng đến trẻ. Và Phương nghĩ đây cũng là một cái tình huống mà chúng ta thấy cũng rõ ràng nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử xem rằng là với tình huống này thì các bạn nhỏ khác sẽ ứng xử ra sao nha. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ đến với hai nhóm, 5 nam, 5 nữ. Và đã có một chuyện vô cùng bất ngờ đã xảy ra với diễn viên của chúng tôi. Anh chàng diễn viên đã bị các cô bé này làm cho đứng hình. Chuyện gì đã xảy ra vậy ta? Trời, ngồi đây chờ cô nha. Mà nhớ là những cái vật dụng mà cô để trên bàn thì có được đụng vô không? Nhớ nha. Anh qua bên kia ngồi nha, anh ngồi đây để em qua hỏi những cái bộ phận nào cần anh sửa điện và xong em qua em báo cho anh nha. Ủa ngồi đâu? Ngồi bên chỗ ngang quả cầu á. Rồi. Dạ. Chờ cô chút nha. Cô tên là Quốc Anh. Quốc Anh hả? Tên là Đăng Khoa. Đăng Khoa, tên gì? Con chào Quốc Anh Khoa. Chào Quốc Anh. Con là Dương Tấn. Dương Quỳnh Tấn hả? Đưa đó nhìn chú ơi.
Đứa nào? Cái đó cái gì vậy? Không biết. Được rồi, đưa con chú ơi, đưa con chú ơi. Coi chú bị cô đó. Không phải được ăn đâu. Hả? Không có được ăn đâu. Không được ăn hả? Ừ. Ăn luôn. Có ai ra đâu? Có. Có cô nào? Dạ. Dẹp vô ha. Ngon không dẹp đâu. Để chú chơi mà. Các cô bé phản ứng rất quyết liệt và nam diễn viên của chúng tôi thì hoàn toàn bị khống chế. Để chú ăn bánh, bánh nó ngon chứ luôn hả? Không cho ăn, chú ăn bánh này. Chú làm gớt cái đồng đèn này nè. Chú lấy cái này còn đường nữa nè chú. Cái này trong bịch bánh đó chú mà. Chú bánh của em. Cái gì cũng không cho vậy. Đúng rồi. Trong đây này cô đâu có la đâu. À, cô hiệu trưởng. Cô trưởng đâu? Ở ngoài á. Không cho chơi cái này vậy thôi lên giá sách chơi nha. Chú con kiếm ra được. Bỗng nhiên cô bé ngoài cùng lên tiếng. Ở trong đó kìa. Ở trong chú đồng chuyện đi chú. Ôi trời ơi, vào đó thì chú diễn với ai đây hả bé? Đúng đẹp luôn. Sao tụi con không chơi đi? Không có gì chơi đó. Con biết chơi cờ. Cờ, không chơi xuất sắc đâu. Cô bé tóc tím này rất ra dáng thủ lĩnh của cả nhóm. Gần như đã kiểm soát chú hoàn toàn. Không cho chơi gì hết. Tại vì đây tôi không cho. Tại vì mấy tụi con là giáo. Đây là cô giáo. Là cô giáo. Chạy chú với chú. Chú hư quá trời. Chú hư quá trời. Tụi con lớp mấy rồi? Dạ con lớp 2. Lớp 2 hả? Dạ. Đưa đó qua chú rồi. Năm anh chàng này lại khiến cho cả ekip quay hôm đó bất ngờ khi vô cùng thụ động và ít nói. Đưa bóng chú ơi, đưa chú khỏi chơi ơi. Coi lâu dữ ta. Khá nha, mát cô đó. Ông ơi, chú này lấy đồ ăn ăn. Chú này lấy hả? Dạ. Anh ơi, anh theo em qua bên phòng bên này sửa điện giùm em. Không có sửa ở đây hả chị? Dạ, dạ không. Chú đi nha. Chơi cô nha. Việc tái máy của chú đã nhận được những thái độ khác nhau của các nhóm. Thế nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem, khi không có người lớn thì các bé sẽ làm theo chú hay nghe lời cô dặn mà không tái máy khi không phải đồ của mình nha. Để nè quên chia đúng không? Cho bộ mấy tụi mình đi học bài đi. Thì cô không dỡ không nha. Đó là lớp bộ. Thôi chú đi nha. Trời quá, đâm ca phát là nhỏ liền. Ờ đâm. Đây làm cái gì đây? Ừ? Nãy giờ bạn nào thổi bong bóng? Một bạn. Có bạn nào thổi nữa không? Cả bốn bạn đều thổi bong bóng. Hồi nãy cô đã nói là những cái vật dụng ở trên đây mình có được đụng vô không? Chào cô. Chào các con. Dạ. Ồ, hồi nãy á, cô thấy là các con dọn dẹp trên bàn hả? Sao các con lại dọn dẹp vậy? Bởi vì là đây là thư viện, chúng ta phải dọn dẹp, không được làm bừa bộn. Chú nãy chú đó ăn dụng á. Ờ,
Ăn vụn hả? Dạ. Ăn vụn. Dưới đó còn lấy đồ chơi chơi nữa. Ờ, vậy con có mét cô không? Dạ có. Con có mét cô hả? Thì cô có la chú đó chưa? Dạ chưa. Thì các con có la chú đó chưa? Dạ rồi. Các con la chú đó luôn hả? Dạ. Chú có được đụng không? Tại sao chú lại được đụng vậy? Người lớn. À, là tại chú là người lớn cho nên chú được đụng đúng không? Mà chú được đụng mà chú đã được đụng rồi, tức là chú cho các con được đụng đúng không? Vậy là con đâu có sai, phải không? Ờ, tức là con không có sai. Chà, không biết đúng không ta. Nhưng mà cô Phương nghĩ như vậy nè. Đó là đồ này là đồ của nhà trường, không phải đồ của cô Nguyên đâu. Cho dù là cô Nguyên hay là các con, hay là thầy, hay là chú, mình muốn đụng vào thì mình cũng nên hỏi xin phép, đúng không nào? Và nếu như mà chú đụng vào mà chưa thấy chú xin phép cô thì mình cũng phải nói chú là chú ơi, đồ này cô nãy dặn là không được đụng vào, để xem chú trả lời sao chứ, đúng không? Nhưng mà chú đã lớn hơn các con mà. Con chỉ nói thôi chứ con không có la. Này các con ngon nên cô cho các con ăn bánh nha. Rồi, và Phương nghĩ rằng là món bánh này cũng là một phần thưởng rất là xứng đáng dành cho các bạn nhỏ chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Bởi vì các con đã làm rất là tốt một cái việc. Ngoài việc mà mình phải tự ý thức bản thân mình á, là không có được nghịch phá những cái đồ vật đã được dặn dò là ở nơi công cộng không được chạm vào hoặc là không được phá, mà chúng ta cũng phải nhắc nhở cả những người khác nữa, thậm chí là người lớn, nếu như người lớn có phạm phải điều đó, đúng không nào? Giỏi lắm.